Bùi Hoàng Việt Anh, ngôi sao mới ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Phong độ ổn định của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Màn trình diễn tốt. 3 trận toàn thua tại ASEAN Cup 2023 là dấu chấm buồn mà huấn luyện viên Philippe Troussi cùng học trò phải bước qua. Trên chặng đường ngắn ngủi tại Qatar, đội tuyển Việt Nam không thể hiện nhiều nét tích cực. Lối chơi còn khiếm khuyết. Sai lầm cá nhân xuất hiện đều đặn. Tuy nhiên, vẫn có những mảng sáng để huấn luyện viên Troussi và người hâm mộ chờ đợi, trong đó có phong độ ấn tượng của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh đã ra sân trọn vẹn 3 trận, 270 phút ở vòng bảng ASEAN Cup 2023. Trung vệ sinh năm 1999 in dấu giày vào một nửa số bàn thắng của đội. Trong trận gặp Nhật Bản, Việt Anh là tác giả của cú đánh đầu hiểm khiến thủ môn Gion Suzuki phải đẩy bóng cứu thua. Sau đó Tuấn Hải băng vào đá bồi. Đến trận gặp Iraq, Việt Anh ghi bàn mở tỷ số với pha chạy chỗ khôn ngoan và tung người dứt điểm như tiền đạo. Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo tuyển, tuy nhiên, yếu tố cốt lõi của một trung vệ là năng lực phòng ngự. Và trên khía cạnh này, Việt Anh cũng có một giải đấu khá ổn. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội được giao đá chính giữa trong sơ đồ ba trung vệ. Bên cạnh hai đồng đội là Phan Tuấn Tài, cánh trái, và Nguyễn Thanh Bình, cánh phải. Nhiệm vụ của Việt Anh là chỉ huy hàng thủ, phán đoán bọc lót cho đồng đội, đồng thời được giao kèm cặp những trung phong đối thủ. Dù đối mặt với những chân sút nhanh nhẹn, khéo léo như Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Nhật Bản, mạnh mẽ như Amen Hussein, Mohandas Ali, Iraq, hay Rafael Struguk, Indonesia, Việt Anh đều hoàn thành nhiệm vụ. Trung vệ sinh năm 1999 chơi mạnh mẽ, khôn ngoan, không chiến tốt và đọc tình huống cũng rất tỉnh táo. Ngoại trừ tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Nhìn chung Việt Anh mắc rất ít lỗi cá nhân ở giải này. Đây là thống kê đáng khích lệ với trung vệ mới 24 tuổi, lần đầu dự ASEAN Cup và cũng chỉ mới lần đầu đá chính tại đội tuyển quốc gia cách đây 2 năm. Dù chơi trong hệ thống phòng ngự phản công của huấn luyện viên Park Hang-seo hay kiểm soát bóng của huấn luyện viên Troussi, Việt Anh đều đang thể hiện ổn. Bùi Hoàng Việt Anh có duyên ghi bàn. Trung vệ 24 tuổi thi đấu chín chắn giọt nước mắt của Việt Anh sau trận gặp Indonesia là minh chứng cho khát vọng mà huấn luyện viên Troussi rất cần ở học trò. Chiến lược gia người Pháp mạnh dạn đặt niềm tin vào lứa trẻ, với kỳ vọng những gương mặt như Việt Anh dù cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm. Nhưng với khát vọng thắng và tâm thế sẵn sàng đón nhận sai lầm, đây sẽ là tập thể tốt trong tương lai. Nắm bắt cơ hội hành trình vươn lên của Bùi Hoàng Việt Anh ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển đều ẩn chứa nhiều sự tình cờ. Việt Anh xuất thân từ đội trẻ Hà Nội, chơi ở giải hạng nhì với cái tên Hà Nội B. Đội sau đó lên hạng nhất. Rồi chuyển khẩu vào Hà Tĩnh, trở thành câu lạc bộ Hà Tĩnh do huấn luyện viên Phạm Minh Đức dẫn dắt. Đầu mùa 2020, câu lạc bộ Hà Nội đưa 3 cầu thủ trẻ gồm Việt Anh, Xuân Tú và Văn Xuân từ câu lạc bộ Hà Tĩnh trở về. Thời điểm này, Việt Anh phải cạnh tranh với rất nhiều trung vệ dày dạn như Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung. Trong khi những cái tên nói trên có thâm niên đá câu lạc bộ và đội tuyển, vốn liếng của Việt Anh là vài trận ít ỏi ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi anh phải chơi hậu vệ cánh. Việt Anh được đánh giá phù hợp với triết lý chơi của ông Troussi. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng đầu mùa 2020 đã lấy đi của câu lạc bộ Hà Nội bộ đôi Duy Mạnh và Đình Trọng, chấn thương, còn Văn Hậu đã sang SC Heerenveen thi đấu. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bất đắc dĩ đôn Việt Anh đá cặp với Thành Chung. Kết quả nằm ngoài mong đợi khi Việt Anh chơi ổn định, giúp đội Hà Nội bứt tốc lượt về, đua vô địch với câu lạc bộ thể công Việt Theo đến vòng cuối. Việt Anh tận dụng rất tốt bệ phóng ở câu lạc bộ với 68 trận ở V-League. Sắm vai trụ cột câu lạc bộ Hà Nội cho đến ngày sang câu lạc bộ Công an Hà Nội. Khả năng phán đoán, bọc lót và tranh chấp đều tốt giúp trung vệ 24 tuổi chiếm được niềm tin. Dù chơi ở tập thể nào, cái duyên ghi bàn cũng là điểm cộng với Việt Anh, với 12 bàn thắng tại V-League và Cúp Quốc gia, con số nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào. Ở đội tuyển Việt Nam, khi Quế Ngọc Hải chấn thương, Việt Anh đã trở thành chốt chặn mới đầy tin cậy. Điều quan trọng là trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nỗ lực để khi thời cơ tới, anh biết cách nắm lấy. ASEAN Cup 2023,
dù mang kỷ niệm không vui, nhưng cũng là điểm tựa để Việt Anh có chỗ đứng vững chắc tại đội tuyển quốc gia.